Em xin chào tất cả cô chú anh chị nhé. Hôm nay nhà em về có cái loại hoa đu đủ khô. Cái loại này thì nó rất tốt cho việc phòng trừ các điều trị các bệnh ung thư nhé. Công dụng là phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư. Hoa đu đủ đực cái loại này thì cực kỳ tốt. Nó hơi đắng một chút nhưng mà nó rất là tốt. Loại này phơi khô. Đấy. Đặc trị ho long đờm, bổ cho phổi. Cách dùng thì chúng ta hãm nước uống hàng ngày nhé. Cái này phải dùng kiên trì. Nói chung những cái dòng này là nó là cây thuốc nam cho nên là phải kiên trì. Mỗi một gói này là 5 nạng. 5 nạng gói này là em bán 200.000. Cái hoa đu đủ đực nhé. Cái loại nó có hai loại. Một loại là nó xanh hơn. Thì cái loại này là 270. 270 một gói như thế này các bác nhé. Còn loại này là 200. Nó vàng hơn một chút. Có hai loại và cái đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì là 250 cả nhà nhé. 250 một gói, gói 5 lạng. Đông trùng hạ thảo thì nó có tác dụng này, tăng hệ miễn dịch, sự tăng sức đề kháng, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư, tiểu đường nhé. Nó có rất nhiều tác dụng. Đấy, ở trên này có ghi rõ. Ơi, có thể cho vào thức ăn, nấu cháo, nấu súp, ngâm rượu. Nó có rất nhiều cách dùng. Bác nào mà có nhu cầu lấy loại này thì ủng hộ em nhé. Hoa đu đủ đực của người dân Lai Châu phơi đây cả nhà nhé. Có hai loại, một loại nó xanh hơn là 270 một gói, còn loại này nó đỏ hơn một chút là 200.000 một gói. Mỗi một gói này là 5 lạng. Em xin hết ạ.